Kính chào cô bác và anh chị lại quay trở lại với kênh của em, cây sộp hay còn gọi là cây châu cổ hay là cây vảy ốc, một trong những loại dược liệu rất là quý ở trong đông y. Trong một số video thì em cũng đã chia sẻ về cái loại dược liệu này, nhưng mà trong video ngày hôm nay thì em chia sẻ lại về cái công dụng mà cô bác và anh chị quan tâm nhất đối với cái loại cây này, đó là nó chữa liệt dương, nó hỗ trợ các cái vấn đề về nam khoa cho cô bác và anh chị rất là hiệu quả. Ngoài ra thì đây cũng là một loại dược liệu mà mình có thể sử dụng để cô bác và anh chị mình tăng cường cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe rất là tốt. Trong tự nhiên thì cây sộp nó sẽ mọc ở trên các cây vách đá hoặc là trên rừng. Còn bây giờ thì cô bác và anh chị thấy rất là nhiều người người ta trồng cây này như một loại cây cảnh. Đây, cái cây chỗ mà em đang quay đây thì người ta trồng ở bờ rào, nó bám vào cái thân cái hàng rào. Theo y học cổ truyền thì tất cả các cái bộ phận của cây sộp đều được dùng làm thuốc chữa bệnh. Mình có thể dùng tươi hoặc là phơi khô, mình sấy khô dùng dần, ngâm rượu đều được. Đối với cái phần thân và lá thì có vị chua hơi đắng, thuộc tính bình. Dược tính thì theo đông y cho thấy thân và cành lá cây có tác dụng trừ phong thấp, tán kết, tiêu thũng. Rễ cây có vị đắng chát và cũng có tính bình, tác dụng thông kinh hoạt lạc. Còn quả sộp thì có vị hơi ngọt, hơi chát, tính bình, đặc biệt hiệu quả chữa các cái bệnh về nam khoa như là di tinh, liệt dương. Và các cô bác và anh chị nào không mắc bệnh thì mình có thể dùng cây sộp như một cái vị thuốc để tăng cường cái sinh lực, tăng cường bồi bổ cơ thể rất là hiệu quả. Theo y học hiện đại thì thành phần của quả sộp nó chứa cái thành phần polysaccharide, ức chế cái tế bào ung thư. Mình sử dụng với cái liều lượng phù hợp thì nó làm tăng cái khả năng miễn dịch rất là tốt, nhất là tác dụng với những người đang trong quá trình điều trị ung thư bằng hóa xạ trị. Thuốc chứa cái thành phần chiết xuất từ cây sộp thì có thể làm tăng cái lượng bạch cầu ngoại vi. Từ xa xưa thì dân gian đã sử dụng cây sộp như một cái vị thuốc bổ chữa các cái bệnh liên quan đến sinh lý nam giới, xương khớp hay là tiêu hóa, tắc tia sữa ở chị em phụ nữ sau sinh. Và sau đây thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị cái bài thuốc mà dùng cho các anh, các bác mình chữa cái di tinh liệt dương bằng cây sộp. Mình có thể dùng 12g cái quả sộp khô. Ngày mình sắc lấy nước uống thì nó có công dụng rất là tốt trong việc điều trị cái di tinh và cho cái hiệu quả vô cùng tốt từ cái bài thuốc này. Ra thì cô bác và anh chị ngoài mình cái cách mình sắc uống mỗi ngày thì mình cũng có thể ngâm rượu. Đối với cái cách ngâm rượu thì em đã chia sẻ ở video trước. Cô bác và anh chị có thể xem lại để biết được cái cách mình ngâm rượu cũng như là sử dụng cái rượu nhé. Đối với cái bài thuốc mà chữa viêm xương khớp, đau nhức xương khớp mãn tính từ cái cây sộp thì bài thuốc này hoàn toàn là do người Việt sáng chế, có nguồn gốc từ cái bệnh viện ở Ứng Hòa, Hà Tây. Thì cô bác và anh chị có thể sử dụng cái cành cây sộp và kết hợp với rễ cây cỏ sước, thổ phục linh, rễ cây tầm xuân mỗi thứ 20g, dây dung dúc 12g, thiên niên kiện, rễ gấc, lá lốt, dây đau xương, cành dâu mỗi thứ 10g, mình thái nhỏ, phơi khô và sắc với khoảng nửa lít nước, đến khi còn khoảng 1/5 thì bếp chất lấy nước và pha thêm một chút rượu, chia làm 3 lần uống trong ngày. Uống khi còn ấm nóng để mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Đối với cái phần quả sộp này, cô bác và anh chị nếu mà mình sơ chế để phơi khô để mình có thể sắc uống hoặc ngâm rượu, nó rất là nhiều mủ, nên là khi mà mình sơ chế thì mình cẩn thận nhé. Cái mủ này rất là khó chịu. Mình có thể là mình đeo bao tay vào trước khi mình sơ chế. Đây cô bác và anh chị. Và bây giờ thì em sẽ bổ đôi cái phần quả sộp này để cô bác và anh chị thấy cái bên trong nhé. Cô bác và anh chị, bên trong của quả sộp nó sẽ như thế này. Nó sẽ có rất là nhiều những cái tưa và cái bảo tử rất là giống với cái quả sung. Đây, cái quả này rất là giống quả sung và quả vả. Ở bên trong nó hơi xốp, nên là nó có tên là cây sộp. Quả sộp hay còn gọi là vương bất lưu hành. Một cái tên rất là nghe rất là lạ. Mình có thể phơi khô cái này, ngâm rượu là cái cách mà cô bác và anh chị có thể dùng nó đơn giản nhất. Mình với cái tỷ lệ lá là mình ngâm cành và lá hoặc là quả 100g. Thì cứ 100g cái đồ này khô thì mình sẽ kết hợp với khoảng 250ml rượu trắng. Có nghĩa là 1kg thì mình sẽ dùng 2,5 lít rượu trắng. Với cái nồng độ cồn thì mình phải, rượu thì mình nó phải từ 40 độ cồn trở lên. Và cái này mình có thể ngâm đậu đen để nó giúp bổ thận,
Đối với cái bài thuốc này thì nó sẽ giúp cho cô bác và anh chị mình cổ thận tráng dương rất là tốt. 1 ký châu cổ này thì mình sẽ dùng khoảng 300 g đậu đen nhé. Thì cứ với cái tỷ lệ đó mình sẽ ngâm rượu và ngày dùng một lần. Một lần thì cô bác và anh chị dùng từ 10 đến khoảng 30 ml. Cái cốc nhỏ trong bữa ăn khoảng từ 20 ngày đến 1 tháng thì cô bác và anh chị có thể dùng được. Và mình lưu ý cái liều lượng sử dụng nhé. Mình không nên sử dụng quá nhiều thì nó sẽ mang lại cái tác hại. Video của em chia sẻ về những cái công dụng rất là tuyệt vời của quả sộp đối với các cái bệnh nam khoa. Cô bác và anh chị mình có thể ứng dụng nó vào đời sống nhé. Video của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo.